Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mới quay trở lại đúng không ạ? Vâng, lâu lâu hôm nay livestream lại, đang một mình nhìn cái màn hình này. Xin chào mọi người. Hiện tại trong thời gian vừa qua thì em có chút công việc, hôm nay mới sắp xếp được thời gian để quay trở lại với cái buổi chia sẻ tiếp theo, đúng không ạ? Vâng, hôm nay. Lâu lâu không livestream, bây giờ đang nhìn cái màn hình chưa biết nói cái gì. Vâng. Chào anh em nhá. Rồi chúng ta chờ vài phút để một số anh em nữa lên. Rồi. Hiện tại vẫn chưa được 200 anh em đúng không? Lâu không livestream mà mất hết tương tác rồi. Đăng bài ít like luôn. Rồi mọi người cùng chờ vài phút nhá. Thì buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến cái bài cảm biến đúng không ạ? Hôm trước chúng ta dừng lại ở cảm biến TB. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến cảm biến MAP. Vâng. Rồi tình hình dịch bệnh anh em trong phía Nam chắc là lần này đang rất là căng thẳng đúng không ạ? Vâng, nghe mọi người comment xem âm thanh nghe được không ạ? Lâu lâu em không livestream không biết được cái chất lượng âm thanh rồi. Vâng. Rồi. Anh em comment xem là cái âm thanh được không ạ? Lâu lâu không livestream mà không biết là cái âm thanh có được không? À, nét căng luôn anh Hậu. Rồi anh Hậu. Vâng. Rồi cái cuốn tài liệu thì sắp sang tuần mới có nhá. Đây đặt hàng thì bắt đầu in thì chắc cuối tuần này mai ngày kia bắt đầu có hà có tài liệu về và phải đóng gói nữa, phải bọc rồi vào hộp, đợi vỏ hộp và đợi tem, số tem. À cái lần này cái hôm trước là bảo nói mọi người là in giáo trình, nhưng mà cái vấn đề về cái chữ ở trên cái giáo trình ở trên cái cuốn tài liệu này mình chưa xin phép được. Trong thời gian chưa xin phép được thì phải đổi tên nó thành tài liệu nhá, không không in được cái phần thành tên là giáo trình. Thì cái giáo trình thì hiện tại phải phải xin phép, cấp phép thì mới được xuất hành xuất bản. Đây là hiện tại chưa xin phép được nên là phải đổi tên thành tài liệu. Vâng, ok. Rồi, chào mọi người. Vâng. Hiện tại anh em trong miền Nam thì đang rất là phức tạp đúng không ạ? Vì thời điểm này đang giãn cách xã hội. Vâng, rất là khó khăn. Rồi được không ạ? Ok. Rồi chào mọi người, thì chúng ta bắt đầu đến buổi ngày hôm nay. Đúng không ạ? Đến buổi ngày hôm nay. Rồi, chúng ta tiếp tục đến buổi ngày hôm nay, nó liên quan đến cảm biến MAP. Thì có thể một số anh em chúng ta sẽ nhìn vào cái màn hình hơi nhỏ vì hiện tại em đang trình chiếu trên trực tiếp trên cái file trên tài liệu, in tài liệu nên là chưa chuyển sang được cái file trình chiếu. Vâng, thì nên là xem sẽ nhìn cái màn hình nó hơi nhỏ một chút nha. Anh em cố gắng chịu khó một chút, hoặc là anh em cố gắng phóng lên cái màn hình TV hoặc là một cái máy iPad hoặc là laptop thì chúng ta sẽ nhìn nó dễ hơn. Đó. Rồi. À. Rồi tí nữa sẽ nói về cuốn tài liệu sau, được chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục đến buổi ngày hôm nay. À, có một số rất nhiều anh em hỏi cái hôm nay em live chia sẻ cái video ấy về cái quà tặng và cái cuốn tài liệu, thì sau chút nữa thì cuối giờ thì em sẽ chia sẻ một chút về vấn đề này. Được không ạ? Vâng, thì rất nhiều anh em comment thì hiện tại trên Facebook thì em biết khi em ta tương tác lắm. Đúng không ạ? Rồi, xin chào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến chờ chờ chút em chuyển sang kia. Này hơi lâu. Rồi, mọi người chờ chút em chuyển sang cái chế độ này nó nhanh hơn. Chế độ kia hơi lâu. Rồi, chúng ta tiếp tục đến tìm hiểu đến cảm biến MAP nhá, cảm biến MAP. Rồi, rất là nhiều nhá. À, tài liệu rất là một cuốn này liên thiên về chỉ số trên máy chẩn đoán và những cái hình ảnh cụ thể.
Rồi, đây là chúng ta sẽ tiếp tục đến cái bài đó là cảm biến MAP, cảm biến áp suất khi nạp. Đó, áp suất khi nạp. Rồi, ở trên là ngồi ở đây có che không nhỉ? Chờ một chút xem nhìn thôi. Ở máy qua nó không che cái màn hình, không che màn hình đúng không? Rồi, ok mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục học những cái buổi về cảm biến tiếp theo nhá. Đúng không ạ? Tiếp theo về những buổi cảm biến MAP này. Hôm trước chúng ta đã học về cảm biến VS chứ nhỉ? VS này, góc nghiêng, còn một số cảm biến nữa đúng không ạ? Chúng ta chưa học. Thì trong những buổi tới thì em sẽ sắp xếp và chia sẻ cho mọi người về cảm biến, cách kiểm tra cảm biến và nguyên lý hoạt động của cảm biến. Rồi thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi vào hệ thống, ví dụ hệ thống của cung cấp nhiên liệu như bơm xăng, kim phun, và chúng ta sẽ nhìn được chỉ số của thời gian phun ở trên máy chẩn đoán để chúng ta biết được lỗi về nhiên liệu nhá, lỗi về hệ thống nhiên liệu. Tức là lỗi về hệ thống nhiên liệu gồm có bơm xăng và kim phun. Bơm xăng có thể chúng ta bị tụt áp đúng không ạ? Do áp suất, do một là do van điều áp, hai là do bơm áp suất của cái cuộn bơm chúng ta nó yếu, hai là do kim phun chúng ta bị tắc đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn được ngay trên máy chẩn đoán, chúng ta sẽ nhìn được ngay. Hoặc là có nhiều số chỉ số như anh em có thể nhìn thấy được là do kim phun chúng ta bị giò, hay gọi là bị đái kim phun đúng không ạ? Bị giò kim phun. Hoặc là do lắp nhầm kim phun, chúng ta có thể phân tích được ngay trên máy chẩn đoán đúng không ạ? Trong cuốn sách này chủ yếu liên quan đến về chỉ số. Rồi ok các bạn, chúng ta mọi người ok chưa? Chúng để chúng ta cũng bắt đầu vào đến buổi ngày hôm nay, không lan man nữa đúng không ạ? Rồi, lâu lâu thì không livestream nên là một mình đang ngồi trên cái máy tính nên là ở giai đoạn đầu thì hơi khó bắt nhịp được cái bài giảng. Đúng không? Nó không như những buổi trước thì đều rồi thì cái khi đó mình bắt liền mạch hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu quay trở lại. Rồi ok các bạn, chúng mọi người comment chúng ta ok thì chúng ta tiếp tục bắt đầu buổi ngày hôm nay. Đó là cảm biến MAP, cách chúng ta cảm biến hiểu về nguyên lý hoạt động của cảm biến MAP, cách chúng ta kiểm tra, đúng không ạ? Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta sẽ nhìn thấy được chỉ số của cảm biến MAP nó báo cho chúng ta biết được phần cơ khí chúng ta đang có tốt hay không tốt. Đúng không ạ? Lỗi về về lọc gió, về bô, về áp suất của phần cơ khí ta sẽ nhìn được trên máy trên máy chẩn đoán, chúng ta sẽ nhìn được. Còn cái việc chúng ta đo bằng đồng hồ ấy, những cái phương pháp mà anh em đang làm theo truyền thống ngày xưa mà đo chuyên bằng đồng hồ ấy thì đến thời điểm bây giờ mọi người sẽ thấy được cái cảm biến MAP nó là cảm biến thông số động, tức là nó dao động liên tục chứ không phải là thông số tĩnh giống như cảm biến MAP, giống như cảm biến IAT, ECT hay là cảm biến TP, đó là những thông số động, thông số tĩnh thì chúng ta có thể kiểm tra bằng đồng hồ đo được. Nhưng đối với cảm biến MAP thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng máy chẩn đoán, chứ kiểm tra bằng đồng hồ chúng ta sẽ không hiểu được là xe chúng ta đang ở trạng thái nào, đúng không ạ? Rồi chúng ta bắt đầu đến những chỉ số động. Chỉ số động nhá, những chỉ số này nó dao động liên tục. Ví dụ như là MAP này, góc bánh lửa, rồi thời gian phun là những chỉ số ta gọi chỉ số động, dao động liên tục. Chúng ta phải bắt nhịp được nó đang ở dao động ở trạng thái nào để chúng ta hiểu được, đúng không ạ? Rồi. Cảm biến MAP này nó sẽ cho chúng ta biết được là cái phần cơ khí của chúng ta đang hoạt động như thế nào, có tốt hay không tốt, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phun xăng và bánh lửa nhá. Mọi người thấy được là ở những đời xe mà có cảm biến MAP thì chúng ta thấy được là cái tỷ lệ hụt giật như bây giờ ấy, mọi người thấy được là cái xe mà đời mới chúng ta đều có hiện tượng gây ra hiện tượng là hụt giật, đúng không ạ? Nhưng đối với những cái chiếc xe đời cũ, đời 110 thì cái hiện tượng hụt giật nó không xảy ra, nó ít xảy ra, đúng không ạ? Còn đời mới thì mọi người thấy được là khi bỏ đi cảm biến MAP thì đa phần chúng ta thấy được xe chúng ta bị hụt giật lỗi, đúng không? Hụt giật ấy, hụt ga đầu ấy, anh em hay gọi là hụt ga đầu ấy, đúng không ạ? Vì sao thì nó không tính được tải động cơ của chúng ta, nó không bắt nhịp được với hiểu được động cơ chúng ta đang ở trạng thái nào. Thì lúc đấy nó chỉ phun xăng theo một trạng thái cố định, ví dụ như là được lập trình sẵn, hay mọi người hay gọi là cài đặt vị trí độ cao ấy, đúng không ạ? Chúng ta cài đặt cho nó một cái công thức cứng, tức là nó sẽ phun xăng và đánh lửa theo một cái công thức được lập trình sẵn. Còn cái khi của chúng ta có cảm biến MAP thì cái việc cảm biến MAP nó sẽ xác định được động cơ của chúng ta đang ở trạng thái nào để làm sao gửi về tín hiệu về ECM để ECM làm sao xác định được thời gian phun, thay được hiệu chỉnh được thời gian phun và góc bánh lửa là sao phù hợp để cho động cơ chúng ta hoạt động ổn định hơn, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta cùng nói đến cái phần cảm biến MAP. Cảm biến MAP thì chúng ta sẽ thấy được ở cái một số cái hình ảnh thực tế ở đây, đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy đây, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó như sau. Cảm biến MAP bản chất nó chỉ là một cái màng silicon, mọi người hình dung nhỉ? Nó chỉ là một màng silicon. Thì nên là khi chúng ta mà hoạt động ấy, chúng ta vệ sinh, chúng ta nên lưu ý đừng dùng lọ rửa chế, cái này sẽ giải thích sâu hơn ở phần sau. Thì chúng ta sẽ thấy được là cái nguyên lý, cái cấu tạo của nó là một màng silicon, nó sẽ thay đổi áp suất theo cái áp suất chân không của buồng đốt của chúng ta. Nó sẽ đo được cái áp suất buồng đốt chúng ta có hoạt động được tốt hay không, đúng không ạ? Chúng ta sẽ giải thích cho mọi người cái buồng đốt và cái cảm biến MAP nó dao động như thế nào, đúng không ạ? Rồi bây giờ cái theo đặc tính đặc trưng của nó sẽ như nào, áp suất thay đổi theo
trạng thái của động cơ, nó sẽ đo được cái áp suất bùng đốt của chúng ta có tốt hay không, đúng không ạ? Cái đo, đo áp suất chân không nhá. Cái này mọi người hình dung ra được cái cảm biến MAP nó sẽ đo được áp suất chân không, đúng không ạ? Đo được áp suất chân không, nó sẽ làm gì ạ? Áp suất chúng ta thấp, tức là lực áp suất thấp thì cái điện áp chúng ta sẽ thấp, còn áp suất cao nó sẽ tương ứng với điện áp cao. Đó là cái thông số kỹ thuật. Cái thông số kỹ thuật mà nói thì mọi người sẽ rất là khó hình dung, còn chúng ta đúng chúng ta sẽ phân tích theo cái hình ảnh và video trên máy chẩn đoán thì ta sẽ hình dung rõ rõ hơn, đúng không ạ? Rồi cảm biến MAP nó sẽ làm hoạt động trong giải. Hôm trước giải thích cho mọi người mỗi một cảm biến nó sẽ có một trạng thái hoạt động và điện giải điện áp hoạt động, đó là gì? Từ 0,5 mV và 0,5 V cho đến 3,41 V. Đó là trạng thái giải giải cảm biến hoạt động, đúng không? Trong giải hoạt động. Còn nếu nó ngoài giải thì nó sẽ báo lỗi ngay. Và chút nữa sẽ giải thích cho mọi người, chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán để chúng ta biết được ngay về cái lỗi về cảm biến MAP, lỗi về đứt dây. Chúng ta sẽ nhìn được ngay trên máy chẩn đoán. Khi đứt dây, ví dụ đứt dây dương, dây mát hay dây tín hiệu thì trên máy chẩn đoán nó sẽ chỉ số cho chúng ta rất là rõ ràng. Chẳng qua mọi người chưa phân tích được chỉ số trên máy chẩn đoán để chúng ta biết được là để chúng ta xác định nhanh được cái lỗi liên quan, những cái lỗi đó là cái lỗi báo đèn, tức là lỗi ngoài giải rồi thì báo đèn thì chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán được ngay. Còn cái lỗi liên quan đến trong giải là chúng ta phải sử dụng bằng phương pháp phân tích ở trên máy chẩn đoán. Phân tích trên máy chẩn đoán thì chúng ta sẽ phải nhìn được cái áp suất nó thay đổi dao động như thế nào, chỉ số là bao nhiêu thì chúng ta mới biết được cái động cơ của chúng ta hoạt động như thế nào, đúng không ạ? Rồi, lâu lắm đúng không ạ? Lâu lắm với chúng ta bắt đầu với quay trở lại buổi live stream này. Vâng, lâu lâu không là không không live stream ngồi trước màn hình nên nói nó vẫn chưa được khớp với cái bài giảng lắm, được. Rồi, hôm nay vẫn chưa được 300, vẫn chưa được 500 anh em đúng không ạ? Lâu lâu không live stream mất hết tương tác rồi. Rồi chút nữa chúng ta sẽ giải thích sâu hơn về cảm biến MAP nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này, cảm biến MAP nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phun và góc bánh lửa là khoảng 20%, đúng không ạ? Ảnh hưởng nhá, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phun và góc bánh lửa, mọi người lưu ý nhá. Đây là mọi người sẽ thấy được những cái xe có cảm biến MAP mà chúng ta sẽ thấy được là khi xe của chúng ta nó bị lỗi về cơ khí ấy, hoặc là xe chúng ta bị cái cơ khí chúng ta kém ấy, áp suất bùng đốt chúng ta kém thì xe chúng ta sẽ thấy được là nó bị dạo cái tỷ lệ và hoặc khí chúng ta sẽ bị đậm xăng, đúng không ạ? Rồi, một số anh em vẫn đang nhắn tin ở trên Facebook là chưa thấy thông báo live stream đúng không ạ? Rồi, mọi người hãy vào trong nhóm, tham gia vào nhóm và thích cái trang hiện tại phải live stream trên trang nhé. Trên trang trung tâm đào tạo, vì hiện tại là live stream ở trên trang cá nhân thì sẽ bị khóa ngay Facebook. Lên là sẽ phải live stream qua cái phần fanpage. Thì mọi người sẽ vào trang, thích trang và theo dõi trang thì khi mỗi lần live stream thì sẽ có thông báo. Một số anh em đang chưa được xem đúng không ạ? Rồi, bây giờ sẽ thấy mọi người sẽ thấy được cái hình ảnh thực tế của cảm biến MAP. Mọi người sẽ thấy được cảm biến MAP nó sẽ là một cái lỗ nhỏ ở trong bộ ba cảm biến. Những xe có bộ ba cảm biến thì mới có sử dụng cảm biến MAP. Còn những xe mọi người thấy xe đời mới giống như là Vision AB125, LEAP125, SHMO125, đúng không ạ? Đều không có cảm biến MAP, không có bộ ba cảm biến, sẽ không có cảm biến MAP. Và những đời xe này thường sẽ gây ra hiện tượng hụt giật, đúng không ạ? Mọi người thấy gọi là hụt giật, hụt ca đầu ấy, lỗi hụt ca đầu. Thì chúng ta sẽ thấy được là ở những cái đời xe đời mới bây giờ. Còn những chiếc xe chúng ta sẽ thấy được là có bộ ba cảm biến như là LEAP110, AB110 hay là SH nhập, đúng không? Hay là SH đời mới cũng không bao giờ, cũng ít khi xảy ra cái trường hợp bị là dạng hụt ga đầu. Vì sao? Vì nó tính được tải động cơ, đúng không? Rồi, đây là một số cái hình ảnh thực tế ở trên xe. Rồi, có anh em nào chưa nhìn thấy cái cảm biến MAP bao giờ không? Có anh em nào chưa tháo bao giờ không? Comment đi ạ. Một số trước trong thời gian vừa rồi em đi đào tạo ở rất nhiều tỉnh và có rất nhiều anh em mà chưa dám tháo bộ ba cảm biến này ra vệ sinh luôn. Thì hôm nay mọi người sẽ học chia sẻ cho mọi người cái bài liên quan đến cảm biến MAP trong bộ ba cảm biến. Thì mọi người có thể tháo ra và vệ sinh bình thường nhá, không phải sợ gì cả. Một số anh em ngày xưa ở tỉnh ấy, rất nhiều anh em là không dám tháo ra để vệ sinh luôn. Sợ mà, sợ là báo lỗi, đúng không ạ? Thì sau buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn được ngay trên máy chẩn đoán hoặc là trên chỉ số và chúng ta có thể tháo ra bình thường thoải mái. Một chút nữa sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta vệ sinh như nào cho đúng cách, đúng kỹ thuật, đúng không ạ? Rồi, ở đây mọi người sẽ thấy được bộ ba cảm biến là trong đặc trưng nhất cho những cái đời xe 110 lít AB, đúng không ạ? 110. Đó, đều có bộ ba cảm biến như này. Thì nó cũng sẽ có một cái lỗ nhỏ đây. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta thấy được cái đời xe SH nhập. SH nhập thì nó sẽ nằm liền trong cái SM của chúng ta. SH nhập này trong có TB này, cảm biến TB, cảm biến IAT, đúng không ạ? Rồi cảm biến MAP nó sẽ nằm ngay ở trong gì ạ? Trong MIU luôn. À, trong SM anh em hay gọi là gì ạ? Turbo đấy, đúng không ạ? Anh em hay gọi turbo. Turbo SH ấy, đúng không ạ? Nhưng thực tế nó là SM, tức là nó liền họng liền luôn với cả SM của ta luôn. Thì ở đây nó sẽ có cảm biến MAP, Vania CV ở trong liền trong này luôn. Rồi, mọi người lưu ý nhá.
những đời xe này có ở đây một số anh em là hôm nay còn rất nhiều anh em mà chưa dám tháo ra thì hôm nay dám tháo chưa? Rồi, một số anh em đã chuyên nghiệp rồi hoặc đã làm rồi, nhiều rồi thì chúng ta bớt chút thời gian để cái mục đích bài học chia sẻ này là chia sẻ cho những anh em chưa được tiếp cận đến công nghệ. Được ạ? Rồi có anh em nào chưa dám tháo không? Tương tác một chút nào. Cái bài này rất là hay nhá. Nó sẽ liên quan đến cảm biến liên quan đến cái động cơ và cách chúng ta kiểm tra. Rồi, chào anh Lành. Đúng không? Rồi rất nhiều anh em chưa dám tháo luôn. Em đi đào tạo ở tỉnh rất nhiều và rất nhiều anh em là chưa dám tháo bao giờ. Thì sau khi đào tạo thì đã biết được là bộ ba cảm biến hay là cái cảm biến đó nó không có gì phức tạp cả. Tháo ra bình thường. Không tháo đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy được là ở trên vị trí thực tế này. Ở đây là một số hình ảnh thực tế và vị trí những cái lỗ nhỏ nhỏ đấy, mọi người thấy được cái lỗ nhỏ nhỏ nó sẽ được lắp ở phía sau bướm ga đến với gì ạ? Động cơ. Sau đến với cái họng ga chúng ta đến với bùng đốt, đúng không ạ? Mọi người lưu ý nhá, cái chúng ta phải biết được cái xác định được cái vị trí bướm ga của chúng ta sẽ phải là cái cảm biến MAP nó sẽ được lắp ở đâu. Rồi, và ok. Bây giờ chúng ta đang học về tìm hiểu về cấu tạo nhá. Tí nữa chúng ta mới tìm hiểu về cái trạng thái hoạt động của nó. Còn bây giờ chúng ta đang tìm hiểu về cấu tạo, được chưa? Cấu tạo của nó. Vâng. SHI nó nằm bên trong rồi anh ạ. SHI nó nằm bên trong rồi. SH nhập ấy, đúng không ạ? Nằm bên trong rồi. MAP nó sẽ nằm liền với họng ga. Vâng. Rồi cứ tháo hết ra các anh ạ. Không sợ đâu. Sợ thì không bao giờ chúng ta làm được. Chúng ta phải tháo. Phải tháo ra. Nếu chưa có kiến thức thì chúng ta sẽ phải làm mò. Còn nếu chúng ta có kiến thức rồi thì chúng ta cứ tự tin mà làm. Đúng không ạ? Không hỏng được đâu. Cảm biến gần như nó không có gì mà hỏng cả. Đúng không ạ? Trừ khi chúng ta tác động vào nó cho lại là làm hỏng thôi, còn bình thường thì nó sẽ rất khó hỏng. Rồi chúng ta sẽ thấy được hình ảnh thực tế này. Ở trong những bộ ba cảm biến mọi người sẽ thấy được đối những dòng xe lít 110 110 này, AB 110 này, chúng ta sẽ thấy được là bộ ba cảm biến nó sẽ có gồm có 5 dây. Một chút nữa chúng ta sẽ cùng phân tích và nhìn trên hình ảnh và trên sơ đồ mạch điện để chúng ta biết được cái cảm biến này chúng ta nó sử dụng dây như nào, có dây rắc làm sao. Rồi tiếp theo mọi người thấy được là cảm biến MAP của Yamaha nó cũng vậy nha, cấu tạo như nhau nha. Mọi người lưu ý này, cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cảm biến của tất cả các dòng xe hãng xe đều như nhau. Cảm biến MAP của tất cả các hãng đều dạng như nhau. Chẳng qua là cái trạng thái của thông số nó sẽ thay đổi theo tùy từng hãng. Đó là cái cách mà chỉ số do hãng người ta làm biến chế thay đổi đi để làm cái riêng cho người của cái hãng đó thôi. Còn nguyên lý hoạt động và cấu tạo nó giống hệt nhau. Đúng không ạ? Đều có sử dụng 3 dây. Thì chúng ta một chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 dây như thế nào nhá. Đúng không ạ? 3 dây như nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy được Yamaha cũng vậy nhá, Honda cũng vậy nhá, Piaggio cũng vậy. Bản chất là nó gì ạ? Dòng Piaggio và Yamaha và SH nhập thì nó sẽ làm liền với Miu, liền với Miu và liền với SM. Còn những cái đời mà mua 3 dời như Honda thì sẽ là Honda dời. Rồi và Yamaha sẽ dời, đúng không ạ? Đều làm như nhau. Rồi. Rồi chúng ta sẽ thấy được tiếp tục là cái cảm biến này như thế nào. Rồi mọi người sẽ thấy được là cảm biến MAP này nó sẽ được lắp gì ạ? Ở đây hôm nay thì ở trên này nó không có cái bảng. Theo là bình thường sẽ vẽ cho mọi người được cái hình dung ra được cái MAP nó đặt như nào và nó sẽ được hoạt động làm sao, được chưa? Rồi mọi người hình dung này. Ở đây hôm nay mọi người hơi nhìn trên màn hình có hơi nhỏ không ạ? Màn hình hơi nhỏ nhá. Cái màn hình này mọi người nhìn nó hơi nhỏ một chút, được không? Hơi nhỏ một chút để vì cái này slide này nó không, em đang trình chiếu trực tiếp trên cái cuốn tài liệu. Đây là không trình chiếu được rộng như cái mọi lần mà trình chiếu slide. Nên là anh em sẽ cố gắng có thể mình zoom rộng ra một chút nhá để nhìn nhá. Ở dưới này, phần dưới này em sẽ mô tả cho mọi người hình dung ra được cái cảm biến MAP nó hoạt động như nào. Một hình dung như này, cảm biến MAP nó sẽ được lắp ở sau cái vị trí bấm ga, đúng không ạ? Sau cái vị trí bấm ga cái đồng tiền ấy, mọi người hay gọi là cái đồng tiền, đúng không ạ? Đồng tiền ở trong họng ga ấy, chúng ta sẽ được lắp từ cái đồng tiền đó đi về buồng đốt nhá, đi về buồng đốt nhá, không phải lắp bằng trước đâu. Vì sao? Vì nó sẽ đo cái lực áp suất âm. Áp suất âm. Mọi người hình dung này, nó sẽ đo được cái áp suất âm hay là gọi là chân không ấy, mọi người hay gọi là chân không. Thì mọi người hình dung như này. Các cảm biến cái vùng đốt của chúng ta ấy, nó chỉ đo lúc khi cái gì ạ? Cái xi lanh của chúng ta đi xuống, cái piston của chúng ta đi xuống ấy, chiều đi xuống thì làm sao ạ? Nó nạp trong chu kỳ nạp, đúng không ạ? Hút xuống thì lúc đấy cảm biến MAP nó sẽ đo được cái áp suất chân không của chúng ta có tốt hay không thì cảm biến MAP nó sẽ đo được. Thì khi cái áp suất chân không của chúng ta ấy, nó hút lực hút mạnh thì cái dao động của nó sẽ chỉ số điện áp của nó sẽ nhảy càng sâu. Tức là dao động của tí nữa một chút nữa sẽ chỉ cho mọi người nhìn được cái chỉ số của cảm biến MAP nó dao động như nào. Đúng không ạ? Mọi người dung ạ. Rồi mọi người dung ở đây này. Mọi người nhìn được cái hình ở đây không ạ? Cái hình bên tay trái cuối cùng không ạ? Có nhìn được không ạ? Rồi cái đầu tiên cái lực xi lanh này, cái xi lanh mọi người dung này.
khi cái nó có hai cái đây nó hơi khó nhìn nhá mọi người, hơi nếu anh em nhìn trên điện thoại cảm giác nó hơi khó nhìn. Mọi dung này, khi mà mọi người hình dung vào cái cảm biến MAP chúng ta ấy, nó ở bên trong nó sẽ có một cái buồng chân không và nó có sẽ có một cái màng silicon, và cái màng silicon này nó sẽ bình thường nó sẽ phồng dạng ở cái hình số 2 ấy, mọi người có nhìn được không ạ? Để em không zoom được lên nhỉ. Chờ em chút nhá, thử zoom lên được không? Rồi. Đây mọi người có nhìn được không? Rõ hơn không? Thử em thử thoát ra nhá. Mọi người hình dung ra là ở trong cái cảm biến MAP chúng ta ấy, cấu tạo của MAP bên trong nó sẽ có một cái buồng đó, mọi người có nhìn được không? Mọi người nhìn rõ đúng không? Nó sẽ có một cái buồng chân không, buồng chân không này và một cái màng silicon này luôn luôn ở trạng thái treo, nó võng lên trên. Và sau khi mà lực hút của chúng ta ấy, khi bướm ga chúng ta đóng hoàn toàn vào gì ạ? Piston đi xuống đúng không ạ? Theo lực hút của gì ạ? Hút lực hút của xi lanh, và nó sẽ làm sao đẩy nó hút cái gì ạ? Cái màng silicon chúng ta. Màng silicon chúng ta mọi người nhìn đợi, hai cái hình này ạ. Một cái hình bên phải này, cái hình của con chuột của em này. Mọi người sẽ nhìn thấy là bình thường nó sẽ võng, dạng võng như này. Nhưng khi chúng ta gì ạ? Đấy là lúc chúng ta ga lên thì nó sẽ đàn hồi nó trở về. Nó sẽ bằng gì ạ? Lực áp suất khí quyển, dạng áp suất khí quyển. Còn khi lực hút chân không là gì? Khi bướm ga chúng ta đóng hoàn toàn và lúc này xi lanh hút xuống thì lúc đấy lực lực hút chân không. Mọi người hình dung nhá. Đây em mô phỏng cho mọi người gì nhìn thế này. Mọi người hình dung ra được cái việc là cái buồng đốt của chúng ta, cái xi lanh của chúng ta nó giống hệt như cái xi lanh kim tiêm. Đúng không? Giống hệt như cái xi lanh kim tiêm. Khi chúng ta dùng cái lực cái xi lanh chúng ta hút hút xuống đúng không ạ? Mọi người nhìn được cái xi lanh này không ạ? Trên online nó hơi khó diễn tả. Mọi người hình dung không ạ? Mọi người hình dung ạ, giống hệt cái xi lanh của chúng ta không? Giống hệt cái xi lanh kim tiêm không ạ? Anh em nào mà vừa rồi được tiêm Covid rồi đúng không ạ? Tiêm Covid rồi. Thế hình dung ra tiêm xi lanh là khi lực hút của chúng ta, cái lực hút của xi lanh ấy, tức là piston của chúng ta đi xuống theo đà đi xuống để gì ạ? Trong quy trong chế độ gì ạ? Nạp đúng không ạ? Chu kỳ nạp. Chúng ta hút xuống thì bắt đầu làm sao cái màng silicon này, cái buồng ga này, mọi người hình dung này. Khi chúng ta hút xuống mà chúng ta bịt vào cái lỗ của cái xi lanh ấy, cái đầu xi lanh ấy chúng ta bịt vào, chúng ta có hút được không? Đúng không ạ? Đó là cái lực hút gọi là lực hút chân không. Cái lực hút này càng mạnh thì chúng ta sẽ thấy được là cái tay chúng ta bịt vào nó sẽ hút càng mạnh đúng không ạ? Thì lúc đó thì cái màng silicon này nó sẽ biến dạng càng lớn. Thì biến dạng càng lớn này lúc này làm sao ạ? Cái tín hiệu điện áp nó sẽ gửi về ECM nó sẽ thay đổi lớn đúng không ạ? Dao động sẽ nhỏ đi. Mọi người hình dung nhá, cái bình thường này cái cảm biến MAP chúng ta nó chỉ đo được cái áp suất chân không. Còn cái việc mà mọi người lấy cái sử dụng đồng hồ đo áp suất buồng đốt thì lúc đấy là chu kỳ dạng nén. Mọi người sẽ hình dung ra được cái chu kỳ đo nhá, cái hình dung cái cách đo nhá. Cảm biến MAP là đo được cái áp suất khi hành trình của piston đi xuống là cho là chu kỳ nạp. Còn khi chúng ta đo cái bằng đồng hồ đo thì nó lại là chu kỳ nén. Phải không ạ? Chúng ta đo được áp suất nén ấy, nó hai cái hành trình khác nhau. Được không ạ? Thì cảm biến MAP nó sẽ đo được cái lực hút của thằng xi lanh này có tốt hay không? Nó sẽ đo được. Lực hút càng tiện cái xi lanh của chúng ta càng kín càng khít. Được không? Cái miệng xúc bắp lấm của chúng ta khít rồi thì sẽ măng của chúng ta kín khít thì lực hút nó sẽ rất là mạnh và cảm biến MAP nó sẽ đo được cái chỉ số đấy, nó nhảy rất là sâu. Ví dụ như dao động nó sẽ dao động từ 34 cho đến khoảng 96 kPa thì lực hút của chúng ta càng mạnh thì cái chỉ số điện áp nó nhảy xuống càng sâu. Tức là ví dụ như là nó sẽ dao động từ 36 kPa cho đến 96 kPa thì cái dao động cảm biến MAP khi lực hút càng mạnh thì nó sẽ nhảy xuống càng sâu. Ví dụ như là lực hút cái buồng đốt chúng ta càng tốt thì cái chỉ số trên cảm biến MAP ấy, cái dao động ở trên MAP nó sẽ nhảy xuống, chỉ số nó còn độ khoảng 30-36 thì tức là lực hút rất là tốt. Đúng không ạ? Mọi người hình dung không ạ? Đó, mọi người hình dung ra được cái cảm biến MAP hoạt động không ạ? Cái mô phỏng cái hoạt động này. Khi mà chúng ta mở cái vị trí bướm ga chúng ta mở ra ấy, mọi người hình dung là chúng ta mở bướm ga ra, mở cái đồng tiền ra thì lực hút cái gì ạ? Cái không khí ở môi trường nó sẽ bằng áp suất khí quyển ấy, áp suất khí quyển nó sẽ tràn vào trong buồng đốt của chúng ta thì lúc đấy cảm biến MAP cái độ cái lúc đấy nó lực hút chân không của chúng ta yếu đi rồi, nó sẽ bằng cái lực hút nó bằng áp suất khí quyển thì lúc này cái màng silicon này nó sẽ bị trở lại trạng thái bình thường đó. Thế nên là khi mà chúng ta nổ máy lên mà chúng ta ga lớn lên ấy mà áp suất khí quyển chúng ta không dao động đến 100 kPa thì kiểm tra ngay cái bầu lọc gió của chúng ta đang có vấn đề. Khi chúng ta ga lớn lên ấy thì chúng ta phải thấy được cái cảm biến MAP nó phải dao động ở trạng thái bao nhiêu ạ? Khoảng 100 kPa khi chúng ta ga lên nhé. Khi nổ máy ga lớn lên thì chúng ta sẽ phải thấy được nó sẽ có lúc dao động đến 100 kPa ở trạng thái ga lên, đúng không? Vị trí ga. Đó, mọi người hình dung ra được cái cảm biến MAP nó đo được ở trạng thái nào chưa? Mọi người hình dung cảm biến MAP chưa? Một chút nữa chúng ta sẽ hiểu được cái cấu tạo của nó như nào.
cái đường dây. Còn bây giờ chúng ta sẽ hình dung ra được cái cấu tạo của cảm biến MAP, là nó chỉ là một cái màng silicon và nó sẽ đo là đo áp suất chân không nhá, mọi người hình dung nhá, áp suất chân không. Mọi hiểu hình dung ra cái áp suất chân không ạ? Áp suất chân không. Rồi, hình dung ra áp suất chân không. Nó giống như cái xin anh kim tiêm chúng ta ấy, khi chúng ta hút càng mạnh thì cái lực hút nó càng lớn. Thì khi cái xếp măng và suppap chúng ta càng kín thì lực hút chúng ta gì ạ? Càng tốt, thì lúc đấy dao động ở trên máy chẩn đoán nó sẽ nhảy càng sâu. Đúng không mọi người ạ? Nó sẽ dao động từ 34 kPa cho đến 96 kPa. Thì khi chúng ta thấy được cái dao động này nó nhảy xuống sâu, sâu dưới hai mấy kPa, 30 kPa thì tức là gì ạ? Bùng đốt chúng ta đang hoạt động cái lực hút rất là tốt. Đúng không ạ? Đó là một chỉ số chúng ta đang cần quan tâm ở trên cảm biến MAP để đo được cái áp suất của bùng đốt, lực hút và áp suất bùng đốt chúng ta. Đó là khi nó sẽ đo được cái hành trình đi xuống, tức là hành trình ở trong trong chu kỳ nạp nhiên liệu ấy, nó sẽ hút được vào thì cái cảm biến MAP nó sẽ đo được. Đó có hình dung chưa? Rồi, mọi người comment và chia sẻ đúng không ạ? Lâu lâu không tương tác, bây giờ vẫn chưa được 500 anh em. Rồi, mọi người hình dung ra được không ạ? Rồi, zoom ra một chút nữa cho mọi người nhìn. Cái hiện tại cái slide này thì đang trình chiếu trực tiếp trên cái dạng dọc của cái khổ tài liệu, nên là nó sẽ bị co lại, anh em nhìn nó hơi khó. Vì bây giờ hiện tại cũng chưa có thời gian để bố trí được cái trình chiếu slide. Rồi, mọi người comment và bình luận đi được không ạ? Đó, mọi người comment tương tác một chút nào. Đúng không ạ? Tương tác một chút nhá. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cảm biến MAP. Rất là hay nhá. Một số anh em ngày mai ấy, ngày mai anh em này, anh em này nhớ này, ngày mai anh em là có máy rồi ấy, chúng ta sẽ cùng, đợt này dịch nghỉ đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng làm việc như này. Chúng ta có thể là bịt cái lọc gió vào. Được chưa? Tắt lọc gió đi, kiểm tra nó như nào. Rồi chúng ta bịt bô vào, sau nổ máy lên rồi ga lên hay như nào để xem cái chỉ số thay đổi ra làm sao cảm biến MAP nhá. Cảm biến MAP nhá, chúng ta sẽ kiểm tra được cảm biến MAP bằng cách là chúng ta phải thử bằng cách nào. Chúng ta thử bằng cách là bịt cái lọc gió vào xem là khi lọc gió tắt thì chỉ số nó sẽ thay đổi như thế nào, hay là khi chúng ta bịt bô lại xem chỉ số thay đổi như thế nào, được không ạ? Đó là cách chúng ta kiểm tra lọc gió và kiểm tra khi bô chúng ta bị tắt, là chúng ta sẽ phải nhìn chỉ số trên cảm biến MAP dao động ra làm sao, dao động ra làm sao. Rồi thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một chiếc xe nào đó, chúng ta sẽ chỉnh được suppap cho nó ghi xuống một chút thì xem chỉ số nó thay đổi như nào. Đây là mới chỉ xem chỉ số nhá, chúng ta chưa nhìn thấy hình dung được cái việc nữa như này. Nếu anh em chỉ số này, đấy là mới chỉ số, chúng ta nhìn cái dao động của cảm biến MAP không thôi. Còn nếu anh em là tinh ý hoặc là đã học trong những cái lớp phân tích dữ liệu ấy, chúng ta sẽ phải nhìn chỉ số thời gian phun thay đổi ra làm sao, góc bánh lửa thay đổi như nào, rồi vòng tua máy thay đổi ra làm sao. Cái đấy mọi người sẽ phải hình dung ra được cái vấn đề. Đó là gọi là phân tích dữ liệu là gì? Nó là tìm ra cái mối liên hệ khi cảm biến đầu vào bị lỗi, nó đo được xác định được là gì? Cơ khí chúng ta kém hay là nó có vấn đề gì đó, thì lúc đấy nó sẽ phản hồi về ECM và lúc đấy ECM nó hiệu chỉnh cái phần cơ cấu chấp hành, ví dụ như bơm xăng kim phun, đúng không ạ? Mobin chúng ta phải thay đổi như nào? Đó là hoặc là van IACV, đối với những đời này nó phải điều chỉnh hiệu chỉnh van IACV như thế nào? Thì mọi người hình dung không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta phải biết được là cái tín hiệu đầu vào, và khâu tín hiệu đầu vào đấy, từ tín hiệu đầu vào đấy thì gửi về ECM và lúc đấy ECM sẽ hiệu chỉnh như thế nào? Thì đấy là cách mà chúng ta phải tìm hiểu. Mọi người hình dung không chưa? Cái đấy là trong thời gian này dịch thì mọi người đang công việc đang vắng thì tốt nhất mọi người lên trải nghiệm những cái việc như vậy. Thì khi chúng ta phải tự tay chúng ta làm và chúng ta mới hiểu được cái vấn đề, thì lúc đấy chúng ta mới tự tin được trong những cái phần sau này. Đúng không? Công việc chúng ta nó sẽ hiệu quả hơn. Còn bây giờ chúng ta học rất nhiều nơi nhưng mà chúng ta về chúng ta không áp dụng, không thực hành, không tìm hiểu về nó thì mãi mãi thì nó vẫn là chỉ là kiến thức ở bên ngoài. Chúng ta phải biến cái kiến thức mà mình học được và tìm hiểu được trên mạng hay tìm hiểu được ở mỗi nơi nào đó, phải biến nó thành của mình thì lúc đấy nó mới cảm giác, nó mới có giá trị. Mọi người hiểu không ạ? Rồi, ok chưa mọi người? Mọi người ngày mai nhá, ngày mai cố gắng thực hành. Thì hôm những buổi trước rồi em chia sẻ mọi người là mọi người lên gì ạ? Mua những chiếc xe về trải nghiệm đi, để hình dung ra được cái cảm biến MAP này nó sẽ tác động ra sau này rất là nhiều. Và từ cảm biến MAP, mạng bình thường anh em nhá, ở đây là rất là tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng hiểu được cái bản chất của cảm biến MAP nó hoạt động ra làm sao chưa? Mọi người hình dung chưa? Hình dung cảm biến MAP chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu và tiếp tục về cái giải hoạt động của nó nhá, giải điện áp hoạt động, rồi thì tín hiệu điện áp như nào, rồi thì chỉ số KPA ra làm sao. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về đường dây, đúng không ạ? Tìm hiểu về đường dây. Rồi ok. Hôm nay tương tác ít quá nhỉ, anh em comment đúng không ạ? Vâng, chào anh Dũng, chào anh Đạt nhá. Rồi mọi người
mạng vẫn ok nhá. À vâng, cái khi chúng ta phải hình dung này, khi chúng ta sửa về chỉ số nhá, chỉ số như này chúng ta phân tích vào những cái dữ liệu động cơ và ảnh hưởng sau này, thì chúng ta nên có máy, đến thời điểm bây giờ nên có máy để làm. Chứ còn nếu mà chúng ta làm theo cách thủ công thì nó không giải quyết được vấn đề gì trong cảm biến MAP đâu. Cảm biến MAP để anh đo về thủ công, anh chỉ biết được nó là có báo lỗi hay không báo lỗi thôi, còn nó hoạt động như nào anh không hình dung ra được nó hoạt động ra làm sao đâu, đúng không ạ? Vì chúng ta phải hình dung ra được là cảm biến MAP này dao động ra làm sao, nó đang ở trạng thái nào, động cơ của chúng ta đang ở trạng thái nào nhá. Rồi sau này chúng ta học về những cái bài sâu hơn, ví dụ như là hôm sau sẽ chia sẻ cho mọi người về cái hệ thống và nhiên liệu. Ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn vào chỉ số trên máy chẩn đoán, chúng ta biết được về hệ thống nhiên liệu chúng ta có tốt hay không tốt. Ví dụ như là lắp nhầm kim phun lớn quá, sai lớn quá, tức là lượng xăng phun vào nhiều quá, hay là kim phun chúng ta bị tắc hoặc kém chất lượng, mà chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta khoanh vùng được cái vị trí đó liên quan đến nhiên liệu nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu đến đó là cái cảm biến đến cái đó là cái áp suất và cái nguyên lý hoạt động. Được chưa? Mọi người dùng ra được là cảm biến MAP hoặc là tất cả các cảm biến khác đều mục đích là gì? Nó sẽ xác định được trạng thái hoạt động của động cơ để làm sao? Để gửi về tín hiệu về ECM, để ECM xác định được động cơ của chúng ta đang ở trạng thái nào. Được không ạ? Mọi người dùng ạ? Xác định được trạng thái động cơ của chúng ta đang ở trạng thái nào để lúc này làm sao? ECM bắt đầu hiệu chỉnh cơ cấu chấp hành, đó là điều khiển kim phun. Được không ạ? Điều khiển là gì ạ? Kim phun và điều khiển gì ạ? Cuộn đánh lửa. Tức là mọi người dùng là tất cả ngày xưa ấy, xe cơ khí chúng ta chỉ hiệu chỉnh được về góc bánh lửa chứ không hiệu chỉnh được về xăng, đúng không ạ? Nhưng đến thời điểm bây giờ thì làm sao ạ? ECM chúng ta sẽ hiệu chỉnh được cả xăng cả lửa rồi, đây nó sẽ điều chỉnh rất là chính xác, đúng không ạ? Thì nên là tất cả các cảm biến là cảm biến đầu vào để làm sao, để ECM nó sẽ hiểu được cái xe của chúng ta đang hoạt động ở trạng thái nào, để nó lúc đấy nó sẽ điều chỉnh thời gian phun, điều chỉnh góc bánh lửa, trạng thái để cho xe chúng ta hoạt động ổn định hơn. Nếu với những cái chiếc xe có cảm biến MAP thì xe chúng ta hoạt động rất là ổn định, đúng không ạ? Mỗi tội là một tốn xăng hơn một chút, đúng không ạ? Vì lúc đấy nó sẽ tính tải được, nó hiểu được tải thực tế của động cơ, đúng không ạ? Nên là cái khi mọi người thấy được là một số những chiếc xe chúng ta không có cảm biến MAP thì lúc khi chúng ta muốn cảm biến TB, chúng ta muốn ga vọt lên thì không có cảm biến MAP thì ECM nó không hiểu được cái tải động cơ của chúng ta đang ở trạng thái nào, thì lúc đấy nó vẫn cứ phun xăng theo một trạng thái cố định được lập trình sẵn, nên là xe chúng ta bị hụt hẫng ga đầu, tức là lúc thời điểm đấy nó sẽ bị thiếu xăng, đúng không ạ? Lúc đấy nó thời điểm thiếu xăng. Còn khi có cảm biến MAP, lúc đấy nó sẽ biết được động cơ chúng ta đang ở trạng thái nào, thì lúc đấy nó sẽ phun xăng bánh lửa tốt hơn và làm sao cho chúng ta động cơ chúng ta sẽ hoạt động đúng nhịp nhàng với cái mong muốn của xe chúng ta, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến cảm biến MAP. Thì cảm biến MAP chúng ta sẽ dao động như thế nào? Rồi chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về đường dây nhá. Chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu đường dây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chỉ số trên điện áp, chỉ số này thì chúng ta sẽ thấy được là mỗi một cảm biến nó sẽ hoạt động trong một giải điện áp nhất định, đúng không ạ? Ví dụ như cảm biến MAP nó sẽ dao động từ 0,5V cho đến 3,41V, thì cứ cảm biến này nó sẽ dao động cái điện áp gửi tín hiệu về ECM ở trong cái giải này thì sẽ không bao giờ báo lỗi nhá. Mọi người hình dung là nếu nó dao động từ 0,5V hoặc là chúng ta sử dụng là 5 đơn vị là minivolt thì nó sẽ là dao động từ 500 minivolt đến 3400 minivolt, thì dao động ở giai đoạn đấy thì sao, xe sẽ không báo lỗi. Còn nếu nó nằm ở bất kỳ một con số, cái giải, cái thông số hôm trước mà chia sẻ cho mọi người, đó là cái việc là lỗi trong giải và lỗi ngoài giải nó khác nhau rồi, thì mọi người sẽ thấy được là cái chỉ số này thay đổi ra làm sao, đâu là lỗi trong giải, lỗi ngoài giải, đúng không ạ? Đúng không ạ? Mời dung anh ạ. Rồi thì bây giờ điện áp của nó sẽ dao động từ 0,5V hoặc là 500 minivolt đến 3400 minivolt nhá. Mọi người lưu ý là cái giải điện áp của nó như vậy. Đấy là giải điện áp. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục sang trang tiếp theo. Bắt đầu thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đường dây và chỉ số trên máy chẩn đoán nhá. Rồi bây giờ mọi chúng ta cùng tìm hiểu đến cảm biến MAP. Cảm biến MAP chúng ta sẽ có sử dụng 3 dây. Đây sẽ có hình ảnh để cho dễ hình dung. Mọi người dung này, cảm biến MAP chúng ta sẽ có sử dụng, đó là sử dụng 3 dây. 3 dây nhá, mọi người dung là cảm biến 3 dây. Cảm biến MAP sử dụng 3 dây. Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về cảm biến cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cảm biến rồi. Cảm biến 3 dây là gì? Là loại cảm biến phải có nguồn nuôi, tức là nguồn cung cấp cho. À, trung tâm chuyển ra ngay cạnh trung tâm cũ thôi anh ạ. Cách độ mấy chục mét thôi. Ngay gần đường cho anh Tuyên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này. Cảm biến MAP nó sẽ sử dụng là loại cảm biến 3 dây. Thì mọi người dùng hôm trước chúng ta tìm hiểu về cấu tạo của cảm biến rồi. Cảm biến loại cảm biến 3 dây thì sẽ phải gồm có là một là tín hiệu
nguồn nuôi, tức là nguồn gì ạ? VCC chúng ta thấy được nguồn nuôi. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có gì ạ? Mát, đúng không? Mát này là mát gì ạ? Mát SG, mát của cảm biến, đúng không? Mát chung của cảm biến. Rồi thứ hai nữa là một dây, nữa là dây tín hiệu. Rồi mọi người dung nhá. Thì khi chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cái dây này như sau. Cái mọi người dung cái nguồn VCC 5V ở trên xe của chúng ta ấy, ECM nó sẽ hạ áp xuống đưa ra cái nguồn VCC là nguồn ổn áp 5V. Nó ra nó sẽ cung cấp và nuôi cho mọi người nhá, cấp nguồn cho cảm biến TB và cảm biến MAP. Đối với những cái dòng xe mà có bộ ba cảm biến thì nó sẽ nuôi hai cảm biến, đó là cảm biến MAP và cảm biến TB, là VCC nó sẽ nuôi, đúng không ạ? VCC nó sẽ nuôi. Còn đối với những cái chiếc xe không có cảm biến MAP giống như là Vision, S-Hanmore, Leap, AB, Vario, Click thì lúc đấy cái VCC này của chúng ta chỉ nuôi cảm biến TB mà thôi. Nó sẽ cấp nguồn cho cảm biến TB mà thôi. Mọi hình dung không ạ? Rồi. Rồi dung chưa? Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta muốn kiểm tra cái ba cái dây này như nào? Ba cái dây này nhá. Chút nữa chúng ta sẽ tìm được ngay là cái dây nào đứt thì nó báo như nào nhá. Trên máy chẩn đoán sẽ báo rất là rõ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nếu đứt cái dây này chúng ta có ba dây này. Ba dây này chúng ta khi chúng ta rút khỏi cảm biến khỏi rút cảm biến nhá. Mọi hình dung này, chúng ta rút cái rắc cảm biến ra. Rồi hình dung chưa? Khi chúng ta kiểm tra trên xe nhá. Nếu mà đo đồng hồ này, chúng ta sẽ đo này. Khi chúng ta rút rắc cảm biến ra, rút bộ ba cảm biến ra, chúng ta sẽ phải đo ba dây. Một dây đó là dây gì ạ? VCC 5V phải có 5V. Rồi dây thứ hai, dây tín hiệu đi về gì ạ? ECM. Chính là dây tín hiệu của cảm biến MAP này. Nó sẽ cũng phải có 5V từ ECM đi ra. Đây mọi người hình dung ra được không ạ? Cái điện áp treo này, 5V này, 5V này nó đi qua một điện trở, nó treo xuống, nó chia. Hôm trước mình học về cảm biến ECT rồi đúng không ạ? Chúng ta cũng biết được rồi. Cái điện áp này là gì ạ? Giống như cảm biến ECT, nó sẽ đi ra và treo, nó chạy ra ngoài, chia ra hai hướng đúng không ạ? Chia ra hai hướng, một hướng đi ra thì cảm biến, một hướng chạy về gì ạ? Chip chủ, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ hình dung được là khi chúng ta rút cảm biến ra khỏi bộ dây trên xe, thì lúc này chúng ta sẽ đo nó sẽ phải có như sau: hai dây, đó là một dây VCC sẽ phải có 5V, dây thứ hai là dây tín hiệu cảm biến MAP cũng sẽ phải có 5V từ ECM đi ra. Thì lúc đấy là gì ạ? Tốt. Còn nếu mà ví dụ như chúng ta thấy được là cảm biến của cái nguồn nuôi có, nhưng mà dây cảm biến tín hiệu của cảm biến MAP đi ra mà không có 5V thì lúc này ECM chúng ta chết rồi. Đó, ECM chúng ta bị lỗi. Lỗi liên quan là không có cái tín hiệu điện áp từ ECM đi ra. Đó là như vậy. Rồi tiếp theo là chúng ta phải có mát nhá, mát SG bắt buộc phải có nhá. Đối với hôm trước em giải thích rồi, ba dây là gì, gọi dây dương, dây tín hiệu và dây mát. Dây tín hiệu này không phải là từ cảm biến đi về mà là từ ECM đi ra. Được chưa? Để thay đổi cái giá trị điện áp ở cái chân đấy. Mọi người dung chưa? Giống như cảm biến ECT của chúng ta, ECT và IAT của chúng ta. Nó là như vậy. Nó là mạch phân áp nha. Được chưa? Đó, mọi người dung vào cái đường dây của nó chưa ạ? Một chút nữa chúng ta sẽ phân tích về đường về sơ đồ mạch điện, sẽ giải thích cho mọi người cái đấy rõ hơn. Được không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta cũng nhìn trên cái bộ ba cảm biến ở trên xe, ví dụ xe Leap AB đời 110. Chúng ta sẽ thấy được ở trong bộ ba cảm biến này nó sẽ gồm có 5 dây. Thì chắc chắn chúng ta sẽ hình dung ra được là trong bộ ba cảm biến này sẽ có ba hai dây, nó dây nguồn, một dây nguồn là điện là VCC 5V và một dây là dây mát, thì chúng ta đã loại trừ được hai cái dây đấy rồi, là hai dây nguồn, còn lại là ba cái dây tín hiệu của cảm biến mà thôi. Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cảm biến tín hiệu cảm biến MAP, đó là chân số 7, đó là chân số 27 PCB. Cái từ PCB này mọi người sẽ tìm trong cái từ mà hôm trước em chia sẻ cho mọi người cái từ tiếng Anh ấy, viết tắt, thì mọi người sẽ phải biết hiểu được những cái từ này. Đó, PCB nó là gì? Ở trên các đời xe khác, hãng xe khác cũng đều có từ PCB, đúng không ạ? Đó là những từ viết tắt PCB. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu màu dây. Ví dụ vừa rồi chúng ta sẽ cùng đo là cái chân VCC này phải có gì ạ? 5V. Chân gì ạ? Chân số 4 này, chân số màu dây nó là màu dây xanh chọc cam, cũng phải có gì ạ? Thông với mát. Dạ, thông với mát. Rồi cái dây màu 27 này, nó khi chúng ta rút bộ ba cảm biến này ra, chúng ta sẽ đo cái dây màu vàng sọc cam, à vàng sọc đỏ này sẽ có 5V nhá. Anh em nào thử mai cứ thử xem, được không ạ? Thử xem. Ok không ạ? À, mọi người comment đi. Hôm nay thấy xem toàn anh em xem thôi, không thấy comment gì cả. Rồi tương tác một chút nào. Lâu lâu em không nói à, hơi tốn nước. Rồi mọi người comment đi để chúng ta cùng tiếp tục đến bắt đầu sang cái chỉ số trên máy chẩn đoán nha. Chỉ số trên máy chẩn đoán. Comment đi ạ. Ok không ạ? Comment đi ạ. Rồi anh em bình luận comment đi ạ. Rồi vẫn chưa được 500 anh em. Rồi mọi người thông cảm, hôm nay xem cái video này thì nó hơi bị khó một chút.
Vì cái slide này nó không thiên về trình chiếu. Slide em này lấy trực tiếp ở trên 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 cái tài liệu nên là hơi khó nhìn nhá. Rồi cái chân PCP này là gì? Ở trong cái sơ đồ nguyên lý chúng ta sẽ đều có từ P, PP, PP nhá, P này, P và B, P và B là cái từ viết tắt, đúng không ạ? Viết tắt, thì ký hiệu viết tắt đấy, hôm trước giải thích rồi, từ ký hiệu viết tắt này, những cái từ ký hiệu viết tắt này ở trong cái sơ đồ mạch điện chúng ta đều có những cái từ viết tắt này, mọi người lưu ý nhá, những cái từ này. Hôm trước cái giải ở trong cái file mà tiếng Anh rồi, tiếng Anh viết tắt sẽ gửi cho mọi người rồi. Đúng không ạ? Thì mọi người sẽ phải viết được hiểu được cái từ này ở trong nó là chức năng là gì. Đúng không ạ? Chức năng là gì? Đúng không ạ? Rồi ok anh Duy, anh Duy. Đó là trên sơ đồ mạch điện thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái những tình huống từng gặp này. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy được là cái lỗi về liên quan đến tắc lọc gió thì cái đấy thường các anh ít khi sẽ sử dụng đến là vì thường đến là các anh đường tháo lọc gió là kiểm tra rồi. Đúng không ạ? Bô tắc thì chúng ta sẽ cũng thấy được ngay cái chỉ số ngay hoặc là cái hiện tượng ngay của cái khi bô tắc rồi. Đúng không ạ? Sẽ có chỉ số này. Trong cái phần này nó không có giải thích sâu vào đó. Rồi thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái thông số kỹ thuật của cảm biến MAP đối với dòng Honda và Yamaha. Ví dụ như Honda thì chúng ta sẽ thấy được cảm biến MAP nó sẽ dao động từ 34 kPa cho đến 96 kPa là cái dao động của cảm biến MAP. Đúng không ạ? Là dao động của cảm biến MAP nó sẽ dao động liên tục. Honda nó sẽ dao động một cái dải rất xa nhá. Nó nhảy bậc liên tục và chúng ta sẽ chỉ nhìn vào một chỉ số nào đó để chúng ta biết được cái lỗi liên quan đến cơ khí. Đúng không ạ? Một chỉ số để liên quan đến cảm biến thôi nhá, nhìn cảm biến thôi, còn sau này nó còn liên quan đến các hệ thống khác nữa, ví dụ là các cái tín hiệu khác nữa, ví dụ như là thời gian phun góc bánh lửa hoặc là tốn nhiên liệu buji, những chỉ số khác để chúng ta mới biết được là liên quan đến cơ khí nhá, còn đâu biết đâu cảm biến MAP chúng ta bị sai thì sao, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến thông số kỹ thuật của cảm biến MAP đối với dòng Honda, nó là 34 kPa. Khi lực hút nó đẩy xuống càng sâu, tức là chỉ số này lúc nãy giải thích cho mọi người rồi, khi cái buồng đốt của chúng ta lực hút càng tốt thì cái chỉ số dao động nó càng nhỏ nhá. Ví dụ như chúng ta thấy được là chỉ số là 34 kPa, tức là cái lực hút này phải rất là tốt thì nó mới nhảy được dao động xuống đến là gì ạ? 34 kPa. Còn nếu mà một số cái xe mà chúng ta thấy được là lực hút của chúng ta kém ấy thì nó dao động từ khoảng 40, 50, đúng không ạ? 40, 50, nó dao động rất là xa, nó cao, nó không nhảy được xuống là con số 30, 34, đúng không ạ? Rồi thì nó lại chạm ngưỡng là đến với cả lượng không khí quyển. Ví dụ như mọi người sẽ thấy được đối với những cái dòng xe của Honda, Yamaha và Piaggio, nó sẽ cho chúng ta biết được cái chỉ số của áp suất khí quyển đang là bao nhiêu. Ví dụ như là ở dòng xe Yamaha nó sẽ thông báo cho chúng ta là áp suất khí quyển đang là 101 kPa hoặc là 100 kPa, đúng không ạ? Và cái mọi người hình dung nhá, ở Honda nó sẽ nhảy dao động rất là xa, dao động từ 34 kPa đến 96 kPa đối với dòng Honda, dao động liên tục và mọi người sẽ thấy được là cái điện áp nó sẽ thay đổi theo. Rồi thì mọi người đừng quan tâm cái điện áp vì nó rất là rối, chỉ số ví dụ 1000 mV ấy, rồi thì 2000 2600 mV nó dao động rất là lớn. Anh em có thể nhìn vào những chỉ số đấy cũng được. Em thì em thường nhìn vào cái chỉ số là KPA, nó chỉ một hai con số thôi. Nó dễ hình dung hơn là nhìn vào cái điện áp chúng ta khoảng 1000 mV, nó khoảng bốn con số, ba con số, bốn con số, nó rất là rối, đúng không ạ? Anh em nào nhìn quen có thể nhìn được. Còn em thì em khuyên thì chúng ta lên nhìn với con số bên này nó dễ hơn. Rồi tiếp theo đối với dòng Yamaha thì nó không dao động sâu như vậy. Nó chỉ loanh quanh dao động từ khoảng 20 cho đến khoảng hơn 50 KPA, 60 KPA. Nhưng đa phần chúng ta sẽ thấy được là nó dao động thường từ ba mấy, 30 đến 50 thôi. Đúng không ạ? Cái nào dao động đến khoảng xấp xỉ 50 là cơ khí chúng ta cũng hơi kém rồi. Đó, thường nó sẽ dao động từ khoảng 30 40. Các anh để ý xem cái một số cái chỉ số của cảm biến của như là Exciter hay là Novo hay những cái đời xe nào có cảm biến MAP chúng ta sẽ nhìn được cái chỉ số đó nó dao động như nào nhá. Đúng không ạ? Rồi cái này chúng ta phải rèn luyện thôi. Bắt buộc chúng ta phải rèn luyện nhìn chỉ số trên máy chẩn đoán. Cái này nó dao động liên tục. Mọi người dùng nhá. Một cái này nó chỉ số này nó dao động liên tục chứ nó không đứng im một chỗ cho mọi người nhìn đâu. Dòng xe Yamaha thì mọi người sẽ nhìn nó dễ hơn dòng xe Honda. Honda nó dao động rất là xa từ 34 đến 96. Như dòng Yamaha nó dao động chỉ 30 đến 50 thôi, hơn 50 một chút thôi. Thì dao động như vậy, nếu mà càng cao ấy, chỉ số càng cao thì tức là áp suất buồng đốt chúng ta, cái lực hút nó kém. Rồi riêng dòng Yamaha chúng ta sẽ nhìn nó dễ hơn một chút. Rồi mọi người hình dung không ạ? Rồi, cái này nó sẽ phân tích sâu hơn trong cái bài đó là phân tích dữ liệu thì em sẽ để liên kết với mọi người từ cảm biến này cho đến những cái cả cái tín hiệu đầu ra thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Còn hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đường dây là và tìm hiểu cấu tạo của nó và rồi thì tìm hiểu chỉ số hoạt động như thế nào.
Được không ạ? Rồi, thì đấy là những cái chỉ số mọi người cần quan tâm. Ở đây mỗi một thông số trên máy chẩn đoán nó cũng ở trên cái cuốn sách này thì cũng đang vẽ rất là rõ ràng, là chúng ta biết chúng ta phải nhìn vào chỉ số nào để chúng ta biết được kiểm tra cảm biến đấy. Ví dụ cảm biến MAP thì chúng ta sẽ nhìn ở trên máy chẩn đoán, thì chúng ta nhìn vào chỉ số nào, ở cái khung nào và vị trí nào ở trên máy chẩn đoán đều có hết, và các cái chú thích dao động như thế nào. Đấy. Rồi ví dụ như ở đây nó có qua một chút cái dao động chú ý ở đây nó sẽ có trong cuốn tài liệu thì mọi người sẽ đọc được chưa? Rồi. Ok không ạ? Mọi người comment đi ạ. Đó, mọi anh em chia sẻ lên nhá, chia sẻ cái livestream lên. Hôm nay tương tác kém quá, hơn 300 người. Đúng không ạ? Rồi mọi người comment đi ạ. Gần 400 anh em mà vẫn thấy không thấy comment lắm. Hiểu hết rồi hay là chưa hiểu? Chưa thấy comment. Đúng không ạ? Mọi người tương tác lên. Tương tác lên được ạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến cái phần tiếp theo. Vâng. Bây giờ chúng ta cùng tìm theo tiêu số tiếp theo. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thấy được là cách chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán để chúng ta xác định được cái chỉ số của chúng ta dao động như thế nào. Được không ạ? Rồi chúng ta sẽ nhìn như thế nào để chúng ta biết được là nó đứt dây, dây ví dụ đứt dây mát, đứt dây tín hiệu, đứt dây dương. Thì chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ nhìn như nào. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy được ở trên máy chẩn đoán này, cách kiểm tra chúng ta sẽ thấy như sau. Khi chúng ta chưa nổ máy ấy, mọi người dung này, khi chúng ta mở khóa điện và chưa nổ máy thì chúng ta sẽ thấy được là cái chỉ số của KPA ấy, nó sẽ dao động bằng áp suất khí quyển. Nó xấp xỉ, đối với dòng Honda nó sẽ xấp xỉ là 97 đến 100 KPA là khi chúng ta chưa nổ máy. Còn khi chúng ta nổ máy rồi lên rồi thì cái chỉ số này nó phải dao động liên tục, nó không đứng im đâu nhá. Khi chúng ta thấy được là khi trên máy chẩn đoán ấy, cái dao động của cái chỉ số này nó sẽ phải dao động liên tục, nó không được phép đứng im. Có ý lưu ý nhá, không được phép đứng im, nó phải dao động liên tục. Đúng không ạ? Còn nếu nó mà đứng im một chỗ ấy, tức là một là cái cảm biến bị hỏng, hai là nó bẩn hoặc là gì đấy nó lỗi liên quan đến cảm biến. Còn cái việc mà xe máy chúng ta đã nổ rồi mà cái cảm biến không dao động thì chỉ liên quan đến cảm biến hoặc đường dây thôi. Hoặc là ESM nhá. Chúng ta phải xác định được lỗi do cảm biến, lỗi do đường dây hay là do ESM nó bị sai. Đó là sai do thằng nào. Đúng không ạ? Rồi thì chúng ta sẽ phải quan sát được là cảm biến MAP khi chưa nổ máy thì nó sẽ đứng im bằng áp suất khí quyển. Áp suất khí quyển của chúng ta nó phải tương đương là 100 kPa. Được không ạ? 100 kPa. Còn vấn đề tiếp theo. Còn vấn đề tiếp theo là chúng ta phải thấy được là khi nổ máy lên nó phải dao động liên tục. Và cái chỉ số mà chúng ta cần quan tâm đó là dao động có thấp hay không. Ví dụ như cái chỉ số đó nó phải nhảy dao động xuống thật sâu. Càng sâu thì chúng ta sẽ thấy được là cái lực hút của buồng đốt chúng ta càng tốt. Đúng không ạ? Mọi người dung ạ. Và cái chỉ số nào mà nhảy dao động lên trên cao bằng áp suất khí quyển chúng ta ấy, xấp xỉ 100 kPa, thì lúc đấy chúng ta phải kiểm tra lại cái phần cơ khí chúng ta ngay có vấn đề. Được không ạ? Và tương tự những chỉ số sẽ ảnh hưởng tiếp theo, nó là liên quan đến thời gian phun. Chúng ta sẽ thấy thời gian phun mở rất là dài, đúng không ạ? Oxy thì báo động. Rồi rất nhiều chỉ số khác nó liên quan đến phần phân tích dữ liệu. Rồi mọi người sẽ thấy được tiếp theo là chúng ta sẽ thấy được. Được chưa? Rồi mọi người thấy được là cái nguyên lý hoạt động và cách kiểm tra nó trên máy chẩn đoán chưa? Rồi có một số anh em nói là bây giờ không có máy chẩn đoán thì có làm được không? Thì tất nhiên là vẫn làm được, nhưng chúng ta phân tích chuyên sâu thì chúng ta sẽ không làm được cái phần phân tích chuyên sâu. Còn chúng ta chỉ biết kiểm tra xem nó có hoạt động hay không hoạt động thôi. Còn nó hoạt động như thế nào thì chúng ta không nhìn được. Vì khi anh đo đồng hồ anh sẽ phải đo và anh phải hiểu được điện áp nó dao động như thế nào. Thì nó rất là phức tạp. Chứ khi chúng ta nhìn vào chỉ số, ví dụ như là nó báo là gì ạ, 100 kPa hay là nó báo là gì 34 kPa, 36 kPa thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy được là nó có lỗi này. Khi đối với dòng Honda nó sẽ báo mã lỗi là mã lỗi số 1, đèn chúng ta sẽ sáng lên, đúng không ạ? Nhấp nháy mã lỗi số 1 và trên máy chẩn đoán nó sẽ báo ngay cho chúng ta biết là lỗi và cảm biến MAP. Và đa phần những mọi hình dung phải đa phần khi nó báo lỗi, đa phần là liên quan đến đường dây. Đến 80% đến 90% nó liên quan đến đường dây là nhiều. Còn cái việc cảm biến nó bị lỗi ấy, nó xảy ra báo ấy, tỷ lệ rất là thấp. Nó sẽ báo lỗi là lỗi liên quan đến lỗi trong giải, nó khi dao động sai chỉ số, đúng không ạ? Cái việc mà mọi người muốn kiểm tra được cảm biến áp suất MAP này tốt nhất ấy, thì nó phải sử dụng cái công cụ đo. Ví dụ như nó giả lập cái lực hút là bao nhiêu thì tương ứng với điện áp bao nhiêu, nó sẽ có bảng quy đổi. Nhưng mà bây giờ mà anh em mình sửa xe máy mà lại phải mua một cái những cái thiết bị đắt tiền như vậy và chỉ mục đích để kiểm tra cảm biến MAP thì nó hơi lãng phí. Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng cái máy chẩn đoán, chúng ta sẽ nhìn thấy được rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nếu mà đứt dây thì chúng ta sẽ nhìn như thế nào trên máy chẩn đoán. Ví dụ chúng ta thấy được là cảm biến MAP chúng ta sẽ sử dụng 3 dây. Thì một cái dây đó là dây mát của chúng ta bị đứt thì chúng ta nhìn như nào trên máy chẩn đoán. Mọi người lưu ý là đối với những dòng xe có cảm biến MAP ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ có bộ ba cảm biến. Nếu đứt dây mát thì nó sẽ báo mã lỗi như nào, đúng không ạ?
Anh em nào còn nhớ không ạ? Anh em nào còn nhớ là nếu nó đứt dây mát thì nó báo lỗi như nào không? Đó, 3 giây nó đang sử dụng 3 giây mà bây giờ đứt 1 giây, nó là đứt dây mát thì chúng ta báo lỗi nha. Rồi, đứt dây là dây gì? SG. Thì bây giờ theo mọi người thì nếu trên máy chẩn đoán chúng ta có nhìn được ngay đứt dây mát không? Chúng ta có nhìn được không? Đó. Mọi người comment đi, tương tác đi ạ, tương tác đi ạ. Rồi, tương tác đi ạ. Hôm nay mấy anh em lại ít tương tác quá nhỉ? Hiểu hết rồi hay sao? Rồi, Nguyễn anh Thanh Dũng. Âm độ à? Cái này nó có độ đâu mà âm anh. Nhiệt độ thì nó mới âm độ, còn đây là cảm biến MAP nó khác, nó không phải là báo độ, được không ạ? Rồi, báo mã lỗi đúng không ạ? Rồi nó sẽ báo rất nhiều mã lỗi. Nếu liên quan đến cảm biến MAP mà đứt ở ngoài đường dây này thì sẽ báo rất nhiều mã lỗi. Cảm biến MAP, IAT, rồi gì ạ? TB sẽ báo mã lỗi ba lỗi ở liên quan đến bộ ba cảm biến nhá. Có thể là liên quan đến cảm biến ECT nếu mà đứt tại gốc chân số 4 luôn. Vâng. Vâng rồi, cảm ơn mọi người. Rồi chúng ta đã hiểu về cái vấn đề đọc sơ đồ rồi đúng không ạ? Rồi. Thì chúng ta sẽ cùng thấy được là ở trên máy chẩn đoán thì nếu như vậy thì chỉ số trên máy chẩn đoán nó sẽ báo như thế nào. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ nếu đứt mát thì bây giờ nó báo như thế nào? Rồi, mọi người sẽ thấy được cái chỉ số trên máy chẩn đoán này không? Đây em vẽ rất là rõ là ví dụ như nhiệt độ này, ở đây là cùng một cái trang em khoanh vùng luôn cái lỗi sai. Ví dụ như ở đây là khoanh vùng luôn là nếu đứt dây mát thì là cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT nó sẽ báo âm 30 độ luôn. Đó, âm 30 độ luôn. Tức là gì ạ? Nó liên quan đến cảm biến liên quan đến đường dây mát nhá. Chúng ta sẽ nhìn thấy lỗi luôn ở đây. Rồi thứ hai nữa là cái thông số trên máy chẩn đoán nó sẽ báo như nào. Đây mọi người, anh em có nhìn được không? Báo rất rõ luôn, áp suất khí nạp của chúng ta lên đến 177 kPa, nó rất là cao. Và thứ hai, điện áp của cảm biến MAP nó sấp xỉ 5V. Sấp xỉ 5V, đúng không ạ? Mọi người có nhìn được không ạ? Rồi, anh em nào quên thì chúng ta xem lại nhá, video để lại mà. Rồi, cái này thì chúng ta lên có máy chẩn đoán và lên có xe để chúng ta trải nghiệm, học đến đâu chúng ta thực hành đến đấy thì lúc đấy chúng ta không quên được đâu. Khẳng định một điều các anh, nếu anh đã học và thực hành luôn thì chắc chắn sẽ không quên. Đó. Vì lúc đấy nó ngấm vào người luôn rồi. Thấm luôn vào người rồi. Rồi ok, mà anh em được chưa, nhìn được không, chỉ số đúng không ạ? Vẽ rất là rõ. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy được nếu đứt dây mát thì trên máy chẩn đoán nó sẽ báo là gì ạ? 177 kPa và lúc này điện áp nó lên đến sấp xỉ 5V thì lúc đấy chúng ta biết ngay là gì ạ? Liên quan đến đường dây. Dây mát có vấn đề. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta đứt cái dây tín hiệu chẳng hạn. Đứt dây tín hiệu cũng giống như đứt dây mát. Đó. Chúng ta sẽ thấy được là gì ạ? Áp suất khí nạp lên đến 176 kPa, nó chỉ dao động nhỏ hơn cái này một chút này, 177, 176. Đó. Chúng ta sẽ rất là nhìn dễ, rất dễ hình dung. Đúng không ạ? Rồi. Vâng đúng rồi, chúng ta lên mua một chiếc xe về trải nghiệm nó đi. Trải nghiệm nó đi xong là chúng ta hiểu hết rồi, tự tin rồi thì chúng ta tự tin bán cái xe đi. Lúc đấy là lãi rồi, đúng không? Lãi to rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, đó là những cái phần mà chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán. Cái này mọi người, cái này thì đấy là cái vấn đề mà em sẽ chia sẻ cho mọi người là cái phương pháp mà nhìn chỉ số thôi. Còn lúc đó muốn kiến thức đó thành của mọi người thì mọi người bắt buộc mọi người phải làm, đúng không ạ? Không nơi nào mà bắt được nhồi được vào đầu mọi người đâu, mà mọi người bắt buộc phải làm gì ạ? Học và sau đó làm xong bắt đầu mọi người sẽ hình dung ra được cái vấn đề. Được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến cái việc đó là vệ sinh cái cảm biến MAP này thì chúng ta lưu ý là chúng ta nó là một cái vàng silicon, thế nên là chúng ta không sử dụng cái vật nhọn sắc nhọn nhá. Sắc nhọn ví dụ như là nhiều anh em là mài cái đan hoa xong rồi chọc chọc ngoài máy đúng không? Cho cái rẻ vào ngoài lúc đấy sẽ hỏng mất cảm biến MAP chúng ta. Đúng không? Sẽ bị lỗi. Hai nữa là chúng ta không nên sử dụng những cái hóa chất quá mạnh, ví dụ như lọ chai rửa chế, chúng ta xịt thẳng vào cái cảm biến MAP của chúng ta, nó sẽ gây ra hiện tượng là mọi người sẽ thấy được là cái chai này rất là mạnh, đúng không ạ? Xịt vào công tắc, xịt vào nhựa, nó còn chảy nhựa, còn bung sơn, thế nên là cái màng silicone của chúng ta lúc đấy nó sẽ bị làm sao, bị chai, bị cứng, thì lúc đấy nó sẽ dao động sẽ không chính xác được. Thế nên là mọi người lưu ý là chúng ta không nên sử dụng những chai hóa chất để chúng ta xịt thẳng trực tiếp vào cái cảm biến MAP của chúng ta, đúng không ạ? Lưu ý như vậy nhá, chúng ta không nên như vậy, đúng không ạ? Rồi, đó là cái cách mà chúng ta vệ sinh.
thì chúng ta có thể vệ sinh bằng cách là chúng ta lấy lọ RV7 chúng ta xịt vào, và lúc đó chúng ta lấy cái vòi xì khô chúng ta xì nhẹ qua thôi, đó, xì nhẹ qua và vệ sinh. Những cái này thì vệ sinh rất bình thường, nó không có gì phức tạp đâu anh em, không có gì để hỏng đâu, trừ khi mình nằm nó hỏng thôi. Cố tình nằm nó hỏng thôi, chứ còn tình tỷ lệ hỏng nó rất là thấp, nên anh em cứ tháo ra vệ sinh cũng được, không vấn đề gì đâu. Rồi, đó là những cái phần liên quan đến cảm biến MAP. Cái video thì không biết là đợt này em để video ở đâu mất rồi. Rồi, cảm biến MAP nó sẽ đo được áp suất của cái chất lượng của cơ khí của chúng ta nhá. Thì nên là anh em cố gắng chúng ta phải thực hành vận dụng. Như em chia sẻ ấy, mọi người phải gì ạ? Chúng ta phải gì ạ? Chỉnh súp áp cho nó ghi đi. Rồi thì chúng ta làm bất kỳ tình huống nào để xảy ra về lỗi về cơ khí, lỗi về gì ạ? Tắc bô, lỗi liên quan đến lọc gió thì cảm biến MAP chúng ta sẽ đo được. Thế nên là chúng ta phải giả lập tình huống để chúng ta nhìn được chỉ số trên máy chẩn đoán nó dao động như nào. Đó một cái điều. Đúng không ạ? Còn nếu mà cái làm theo cách thủ công mà mọi người cứ đi đo kiểm thì nó rất mất thời gian, và thứ hai nữa, để phân tích vào chuyên sâu và phân tích về dữ liệu và phân tích về chỉ số thì chúng ta sẽ không nhìn được nó dao động như thế nào đâu nhá. Nên em khuyên mọi người nên có máy chẩn đoán, được không ạ? Rồi thì đây là cái phần liên quan đến tín hiệu cảm biến, liên quan đến cảm biến MAP. Đó là một phần chia sẻ với mọi người, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ thấy được là cái bản chất của cảm biến MAP nó sẽ dao động. Chúng ta phải hiểu được bản chất MAP như nào, nó dao động ra làm sao, đúng không ạ? Nó là một cái màng silicon, nó lắp ở gì ạ? Trước cái bơm ga đến với bồn đốt của chúng ta để nó đo cái áp suất chân không. Hình dung áp suất chân không ạ? Áp suất chân không nha. Nó giống như cái xi lanh của chúng ta ấy, khi chúng ta bịt cái đầu và chúng ta hút, càng hút thì làm sao lực hút càng mạnh. Nếu mà cái xi lanh của chúng ta cái xếp măng rồi cái súp áp của chúng ta kín thì lực hút nó rất là mạnh. Thì lúc ấy dao động cái chỉ số nhá. Ngồi dung vào cái chỉ số lúc nãy giải thích cho mọi người là chỉ số dao động cực kỳ thấp. Nó dao động đến gì ạ? Bao nhiêu ạ? 30-34 kPa. Còn nếu mà lực hút kém thì lúc đấy nó dao động lớn hơn, con số lớn hơn. Ngồi dung chưa? Rồi mạng rất là tốt nha, anh kiểm tra lại mạng của mình. Rồi ok không ạ? Rồi đó là một số liên quan đến cảm biến MAP. Thì cảm biến MAP đó là cách chúng ta kiểm tra nguyên lý hoạt động của nó như nào. Và thứ hai chúng ta kiểm tra về đường dây. Đó là liên quan đến phần như vậy. Và thứ ba nữa chúng ta sẽ thấy được loại ảnh hưởng đến hệ thống cơ cấu chấp hành như thế nào. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy được ngay. Và thứ ba nữa là nó sẽ đo được chúng ta cái gì. Ví dụ chúng ta nó sẽ đo xác định cho chúng ta biết được là cảm biến MAP này sẽ xác định cho chúng ta là cơ khí của chúng ta có tốt hay không tốt. Nó sẽ đo được. Hồi dung ạ. Rồi mọi người câu hỏi gì không ạ? Rồi. Gần 400 anh em có câu hỏi gì không ạ? Tương tác đi. Lâu lâu rồi không thấy tương tác. Rồi mọi người tương tác đi ạ. Có một anh nói là về khi thủ màng thì nó xảy ra hiện tượng gì đúng không ạ? Chắc chắn xe chúng ta sẽ chạy không ổn định rồi, vì lúc ấy nó sẽ báo sai. Đúng không ạ? Xe báo sai. Chắc chắn xe chúng ta sẽ không chạy ổn định được. Và lúc đấy sẽ tỷ lệ hòa khí nó sẽ khác hoàn toàn, ví dụ như là nó sẽ đậm xăng hơn rất nhiều, vì lúc đấy nó sẽ đo được là gì ạ? Áp suất bồn đốt chúng ta quá kém. Đúng không ạ? Nó không đo, nó sẽ đo thấy được là áp suất quá kém thì bắt đầu làm sao nó phải bù xăng vào. Đó là như vậy. Rồi có một số anh em bảo là bây giờ bơm xăng yếu thì MAP có ảnh hưởng không? Anh em comment nào. Cái MAP nó không ảnh hưởng, nó không liên quan gì đến bơm xăng nhá. Cái MAP nó không liên quan đến bơm xăng cả.
Rồi anh em, anh nói là áp suất kém thì millivolt báo cao và thấp, chắc chắn anh biết được là lực kém rồi thì nó sẽ báo cao thôi. Nó ngược lại so với cái áp suất chân không, nó ngược lại nha. Cái MP. Đúng rồi, KPA của chúng ta cao thì nó tức là áp suất chúng ta kém. Một ví dụ như này, cái áp suất chân không ấy nó ngược lại so với áp suất khí quyển chúng ta. Có ví dụ ạ, khi áp suất thấp thì tức làm sao? Cái lực hút chúng ta khỏe thì lúc đấy làm sao chỉ số nó sẽ dao động thấp. Mọi người đừng đừng bây em giải thích về chân không ấy thì mọi người sẽ bị rất bị rối. Thế bây giờ mọi người hình dung là được, cơ khí chúng ta tốt thì dao động của cảm biến MAP chúng ta sẽ lực hút nó sẽ nhỏ lại. Còn nếu mà các áp suất chúng ta kém, cơ khí chúng ta kém thì chỉ số nó sẽ dao động lớn hơn. Mọi người hình dung không ạ? Rồi, có một số anh em hỏi đội xúc áp thì MAP bao nhiêu thì cái đấy tự chỉnh nhá. Em nói rồi, mọi người phải tự chỉnh, mọi người phải làm chứ đừng ăn sẵn. Ăn sẵn mọi người nói mai mọi người lại quên. Đây là cái gì muốn làm được thì mọi người phải chỉnh, phải hiệu chỉnh thì lúc đấy mọi người mới làm được. Lúc đấy mọi người mới tự tin. Còn bây giờ em nói mọi người chỉ biết thôi, còn mọi người phải làm, à đúng nó thay đổi như vậy thì lúc đấy nó mới giá trị. Rồi, giải thích cho anh Dũng là tất cả cảm biến không sửa một cái nào hết, hỏng thay hết nhá. Riêng cảm biến hỏng thay hết không sửa. Đúng không ạ? Riêng cảm biến hỏng thay hết không sửa nhá. Mọi người lưu ý như vậy. Rồi câu hỏi nào nữa không ạ? Vâng. Rồi cảm ơn anh Đỗ. Mọi người câu hỏi gì nữa về cảm biến MAP không? Cái mọi người hình dung này, nó cảm biến MAP nó chỉ xác định được cơ khí, nó chỉ phản ánh trực tiếp một cơ khí chúng ta tốt hay không thôi. Nếu lực hút tốt mà chỉ số MAP cao ấy thì chúng ta phải kiểm tra lại, một là cảm biến chúng ta có vấn đề. Đúng không? Tốt rồi thì nó phải tốt chứ, nó vẫn cao thì tức là nó có vấn đề. Một là cảm biến cái màng silicon chúng ta nó bị cứng, bị chai, nó không đàn hồi được đúng với cái lực hút thực tế thì nó sẽ bị báo về sai thôi. Vâng, ok không ạ? Rồi, thì buổi ngày mai chúng ta sẽ cũng tiếp tục nha. Thì hiện tại bây giờ em cũng mỗi buổi tối chắc là live stream được hơn một tiếng thôi, không dài như lần trước được. Vì thực tế rất nhiều anh em phản hồi là dài quá, nhiều anh em cũng thấy nó mệt. Thế nên em chỉ dao động chỉ trong vòng hơn một tiếng thôi. Anh em chúng ta ôn tập thôi, đúng không? Dài quá nhiều anh em thấy mệt. Nhiều anh em phản hồi mà học dài quá, góp ý là dài quá mệt, đúng không? Thôi, chúng ta sẽ học trong vòng hơn một tiếng thôi. À, anh em giữ sức khỏe mà lượng kiến thức nó cũng vừa đủ đó, anh em xem video xem lại nó cũng đỡ hơn đó. Rồi thì ngày mai chúng ta cũng bắt đầu nha, cũng 20 giờ 40 như ngày hôm nay, tối mai thứ năm thứ sáu đó, vẫn lịch như lần trước đó, thứ năm thứ sáu. Nhưng mà tuần sắp tới là em sẽ chia sẻ lốt cho mọi người một số cảm biến và một số hệ thống thôi, còn sẽ tặng mọi người cái khóa học trực tiếp mấy ngày chứ online nó hơi tầm này nó hơi vất vả. Rồi hôm nay thì em có chia sẻ một chút về cái phần quà tặng và một số anh em hỏi về cái cuốn sách này, đúng không ạ? Thì hiện tại thì cái mong muốn của em đó là chia sẻ cái kiến thức đến mọi người, đúng không ạ? Chia sẻ kiến thức đến mọi người là đây là em sẽ chuẩn bị phát hành cái cuốn sách này, mục đích với mục đích là chia sẻ, không tính toán đến phần lợi nhuận quá nhiều, đúng không ạ? Nên là sẽ mục đích là chia sẻ, nên là cái giá nó sẽ hỗ trợ với anh em mùa dịch rất là nhiều, chủ yếu là liên quan thu lại cái tiền đó là tiền in ấn thôi là nhiều, và một chút cái tiền đó là tiền duy trì. Đây là sẽ có cái giá rất là ưu đãi cho anh em đó. Và thứ hai nữa là hôm nay mọi người thấy được cái phiếu quà tặng không ạ? Rồi hôm nay sẽ giải thích cho mọi người cái quà tặng này là gì. Là cái phiếu quà tặng này, đúng không ạ? Rất nhiều anh em hôm nay nhìn thấy cái phiếu quà tặng như này, phải không? Rất nhiều phiếu quà tặng. Thì phiếu quà tặng này để làm gì thì mọi người sẽ hình dung là được. Cái phiếu quà tặng này thì sẽ sau này anh em nào mà mua cuốn tài liệu thì sẽ được tặng cái khóa học, rồi tặng đấy thì thời gian vừa tới, sắp tới em cũng chưa có sắp xếp được thời gian để mà chia sẻ được nhiều anh em, thì anh em nào mà đặt cuốn tài liệu thì sẽ được tặng cái voucher khóa học này. Ở trên trong sẽ có khóa học FI và có Smart Key. Cái này sẽ thông báo cụ thể vào trong những buổi sau, khi nào em sách về thì em sẽ thông báo, đúng không ạ? Có rất nhiều anh em đã nhắn tin trực tiếp là không cần biết giá bao nhiêu mua hết rồi. Vâng. Một số anh em đã lên trên này thì biết được cái chất lượng của cuốn sách rồi.
in khá là dày. Thì hôm trước là cái in cái mẫu của số công ty in mẫu thì bị lỗi về cái phần thiết kế nên là vẫn đang chỉnh sửa. Nên là ở đây thì sẽ có một cái số cuốn sách như này. Mẫu bên em về sẽ in và ở đây sẽ in và đóng bìa như này nha. Cái bìa này sẽ phải sửa lại, bìa này bìa sai. Chẳng qua là đang hôm trước gửi về thì đóng tạm. Sẽ có túi bóng này, đóng hết rồi và cái hộp phải đợi sang tuần mới có được cái hộp về, hộp sách để về. Phải đóng vào hộp nên là vẫn chưa, trong tuần này vẫn chưa có sách. Được, cuốn sách là rất dày nha. Dày, rất là dày. Giấy thì hôm trước anh em cảm nhận thì sẽ biết được. Dày. Đúng không ạ? Rồi cái đấy em sẽ chia sẻ buổi sau, còn hôm nay chúng ta vẫn liên quan đến bài học thôi. Hôm nay tiện rất nhiều anh em hỏi thì hôm nay giải đáp một chút, qua một chút cho anh em thôi, rất nhiều anh em thắc mắc. Và anh em rất nhiều anh em cứ nhắn tin là đặt luôn rồi, chưa cần biết giá bao tiền cả. Rồi cái giá thì thực tế là em sẽ mục đích giống như lần trước là em làm việc là gì? Là cái giống bức tranh ấy, là mục đích là chia sẻ đến mọi người là chính, chứ không cái vấn đề là liên quan đến lợi nhuận. Đúng không ạ? Vâng, cái này em sẽ đăng ký sau nha anh em nhá. Hôm nào em sẽ phát hành thì em sẽ gửi cho cái đường link, mọi người sẽ đăng ký vào đấy và sẽ có nhân viên gọi lại. Thì hôm nay chỉ giới thiệu thôi chứ không có nói về phần này nhiều, đúng không ạ? Rồi trong cái phiếu quà tặng này sẽ có nha, rất là đẹp. Hôm nào sẽ lấy mà sách về rồi thì mọi thứ ổn định, em sẽ review cho mọi người cái cuốn sách nó sẽ được như nào, trân trọng nó làm sao, đúng không ạ? Bên trong có nội dung, đúng không ạ? Rồi cái đấy em sẽ gửi cho mọi người, khi nào mà có đủ hoàn thiện em sẽ gửi. Sang tuần sẽ có nha, sang tuần sẽ có. Vì phải đợi là cái đợi cái vỏ hộp nữa, vỏ hộp đựng vào. Rồi, cuốn sách để đời. Và trong cái phần lúc mà biên soạn ấy, kiểu gì nó cũng sẽ có một chút sai sót và sơ suất. Thì cái đấy em sẽ lập một cái nhóm hỗ trợ khi anh em học sách, và khi chưa hiểu thì có thể xem vào trong đó comment, hoặc là chỗ nào sai thì mọi người có thể chụp lại để em chỉnh sửa cho lần đi tiếp theo. Nó sẽ được chính xác hơn. Đó là như vậy. Rồi anh em có câu hỏi gì tiếp tục về cái cảm biến MAP này không ạ? Trong những buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục học đến cảm biến VS hoặc cảm biến MAP, đúng không ạ? Sau đó em sẽ chia sẻ cho mọi người đến cái vấn đề là những hệ thống nhiên liệu, nhìn trên máy chẩn đoán như thế nào để biết về hệ thống nhiên liệu chúng ta bị lỗi, rồi phân tích về chỉ số, đúng không ạ? Một số buổi nữa thôi. Và anh em nào là mua cuốn tài liệu này sẽ tặng mọi người một khóa học luôn, thì lúc đó trong đó sẽ có cái phần phân tích dữ liệu. Vì bây giờ hiện tại mà không thể phân tích dữ liệu ở trên online như này được. Thì anh em nào mà đăng ký thì em sẽ gửi cho mọi người vào cái nhóm đó, đúng không ạ? Có rất nhiều thứ mà phải bảo mật thông tin của mình, không thể mà chia sẻ mà rộng rãi như này không được, đúng không? Thế nên là anh em làm mà trong cuốn tài liệu, mà đặt cuốn tài liệu thì đó là khách hàng bên em, thì bắt buộc mọi người phải làm được, phải đưa cho mọi người để mọi người phải làm được, nên là sẽ phải tặng mọi người khóa học như vậy. Và sau đó sẽ có những cái buổi giải đáp trong cái khóa học, ví dụ như là trong cái nhóm đấy có vấn đề gì cần giải đáp thì em sẽ làm những cái buổi live stream giải đáp cho mọi người về cái cuốn sách, đúng không ạ? Thôi hôm nay chưa đăng ký. Hôm nay chưa đăng ký. Lại chưa có sách, chưa đăng ký được. Rồi. Hôm nay anh em tương tác chậm quá nhỉ. Hôm nay tương tác chậm quá. Rất nhiều anh em đang nhắn tin trực tiếp cho em này. Nhắn tin trực tiếp cho em là đang đặt. Và hiện tại chưa đặt đâu. Và những buổi ngày hôm trước anh em đã đều nhắn tin số điện thoại và địa chỉ. Chưa cả không cần biết giá bao nhiêu luôn. Đó. Không cần biết giá bao nhiêu luôn, đặt luôn. Rồi thì có câu hỏi là gì liên quan đến bài học ngày hôm nay không ạ? Anh em nào có câu hỏi gì cứ đặt câu hỏi, em sẽ giải đáp nha. Hôm nay anh em ít tương tác quá, không biết là làm được hết rồi hay là chưa hiểu hay là như nào, đúng không ạ? Anh em nào chưa hiểu có thể xem lại nhé. Buổi em chia sẻ cũng khá là sâu về vấn đề về cảm biến, đúng không ạ? Cách kiểm tra rồi, nguyên lý hoạt động rồi, thì nhìn trên máy chẩn đoán rồi, thì trên sơ đồ mạch điện đều có hết, đúng không ạ? Vâng. Thôi. Rồi cái này em sẽ, thôi được rồi, ngày mai em sẽ công bố nha. Ngày mai em sẽ thông bố về giá, về chính sách, rất nhiều thứ. Ngày mai đi, anh em đăng ký thì để ngày mai. Vì rất nhiều anh em nhắn tin, bây giờ không trả lời thì cũng hơi ngại. Rồi, sẽ khóa học online nha. Tặng anh em khóa học online. Anh em mà được, anh em nào đã học online, trong khóa học online mất tiền vừa đầu năm ấy, thì sẽ được có chính sách khác. Anh em học viên trực tiếp sẽ có cái đấy, sẽ nhắn tin trực tiếp cho anh em. Và một số anh em nào chưa học thì sẽ nhắn tin, em sẽ có cái mức giá để cho anh em. Một số anh em đã học online rồi thì lại có mức giá khác hỗ trợ anh em. Thực tế giá này giá mùa dịch thôi, hỗ trợ anh em là chính. Cái tiền in đã rất nhiều rồi. Được ạ.
À vâng anh. À, anh lưu ý là khi cái cuốn tài liệu của mỗi một người phát hành ra thì anh phải đọc và học theo đúng người đó thì nó mới có hiệu quả. Có thể anh mua cuốn của anh ý thì anh phải học của anh ý thì anh mới đúng đúng cái bài của anh ý mới được. Còn ví dụ như là đọc sách của em thì anh lại phải xem phương pháp của em thì mọi người mới hiểu được. Đúng không? Cái cuốn sách này khi mọi người mua thì đa phần em sẽ phải khuyến khích mọi người phải học trong cái khóa học của em. Để làm gì? Để mọi người mua cái cuốn sách này về nó phải có giá trị. Chứ không đơn thuần là chỉ mua về xong nào đó nó bỏ nó là không được. Cái đó sẽ không khuyến khích mua. Vì từ trước đến nay em không khuyến khích sử dụng tài liệu rồi. Đúng không? Nên là nếu anh em nào đặt sách thì em sẽ tặng mọi người khóa học nhá, tặng khóa học. Còn anh em nào mà không có học đã học khóa học rồi thì lại có cái chính sách khác, được chưa? Ok, ngày mai em sẽ công bố cái vấn đề này nhá. Rồi bây giờ anh em có câu hỏi nào không ạ? Không thì chúng ta sẽ dừng buổi livestream đây và hẹn mọi người vào 20 giờ 40 tối ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ chia sẻ nhiều với anh em lên. À, đợt này tương tác kém quá. Đúng không ạ? Chưa được 500 anh em. Sách thì cũng gần 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 đến 600 anh em đặt rồi. Sách chưa cần giá luôn. Rất nhiều anh em nhắn tin rồi. Hiện tại in em đang mới in 1.000 cuốn đầu tiên. Khá nhiều tiền luôn. Gần 600 anh em đặt sách không cần giấy giá luôn. Nhắn tin trực tiếp luôn cho em nên là anh em thấy được là khi em đăng bài lên Facebook là ít khi em trả lời lắm vì nó quá quá nhiều cái tin nhắn rồi có nhiều quá lắm, nhiều lúc không trả lời nổi. Phải hỗ trợ khách hàng của mình trước. Hiện tại khóa học trực tiếp thì chưa thể tổ chức được anh nhé vì dịch dịch không thể tổ chức được. Dịch chưa tổ chức được. Khi nào mà có khóa học trực tiếp em sẽ thông báo lại vì dịch bây giờ đang vẫn bị giãn cách xã hội làm sao được làm đâu anh. Rồi chúng ta sẽ học dừng ở đây nhá. Anh em mà chúng ta có cái bình luận hoặc câu hỏi rồi thì chúng ta cứ comment lại nhá. Hôm nay hơi ít tương tác. Với có mấy chục anh em xem comment thôi. Mọi người phải comment nhiều vào, tương tác nhiều vào. Ví dụ không hiểu đoạn nào mọi người cứ comment bình thường. Đợt này em sẽ giải đáp cho mọi người. Đúng không ạ? Cái phần nào đến phần nào em giải đáp phần đấy. Rồi anh em tương tác nào. Đúng không ạ? Chào anh Thông nhá. Vâng, chào anh Tâm. Vâng, lâu lâu không gặp nhau rồi lên đây trên này chả biết nói chuyện với nhau kiểu gì đúng không ạ? Rồi một vài buổi nữa hoặc là một số anh em không biết đến. Từ nãy là rất nhiều anh em nhắn tin trực tiếp cho em là không sao không thấy lên ấy, em nghĩ em không trả lời vì đang online em không trả lời. À, rất nhiều anh em không biết. Rồi, xin chào mọi người. Chúng ta sẽ dừng livestream đây và hẹn mọi người vào 20 giờ 40 tối ngày mai nha. Tối ngày mai thứ 6 đúng không ạ? Ngày mai thứ 6 chúng ta sẽ tiếp tục. Vâng. Rồi, anh em không có câu hỏi gì về 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 bài nào học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Đúng không ạ? Cái bài này rất hay trong những cái cảm biến MAP, rất hay trong cái phần phân tích dữ liệu ở trong cái nhóm học online sẽ có phân tích cho các anh về chỉ số cảm biến MAP nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, dao động ra làm sao. Trong cái phần phân tích dữ liệu nó sẽ có rất là sâu mà em sẽ không thể chia sẻ trên online được nên là anh em thông cảm. Đó sẽ phải học trong những cái khóa học bất phí. Rồi chào anh Thông, xem từ đầu không? Anh Thông có xem từ đầu không? Hay hơn rất nhiều. Cái cuốn sách này cũng chỉnh sửa về nội dung đào tạo rất nhiều nha. Một số anh em học trực tiếp cũng sẽ thấy được là nó khác rất nhiều vì giờ này em sẽ tập trung vào cái hình ảnh và cái bình thường khi học trực tiếp thì anh em sẽ được các cái phần chia sẻ nó chính chi tiết hơn, còn nó online hoặc tài liệu thì bắt buộc phải làm chi tiết. Rồi chào anh Cường. Rồi lúc nào em ấy thì nhắn tin sau đấy ạ, chia sẻ đường link. Vâng.
Hôm nay anh em tương tác chậm quá. Thôi được rồi, em xin phép dừng ở đây nhá. Hẹn mọi người vào tối mai. Xin chào. Chào hơn 200 anh em. Rồi chúng ta sẽ dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại nhá. Ngày mai.